Thu Huyền xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang theo dõi chương trình Thấu Lý Thấm Tình được phát sóng mỗi ngày trên kênh TTV11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa tất cả quý vị, để có thể mong muốn chia sẻ rộng rãi hơn các vấn đề về luật, pháp lý cũng như các tranh chấp dân sự cho cộng đồng, chương trình Thấu Lý Thấm Tình mỗi ngày sẽ cùng quý chuyên gia, luật sư trò chuyện và giải đáp ngọn ngành tất cả những thắc mắc này dành cho tất cả quý vị, làm sao để có thể thỏa mãn về pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được chào đón sự có mặt cùng với chương trình luật sư Nguyễn Trung Tính đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào Thu Huyền và xin chào quý vị. Thưa luật sư và thưa tất cả quý vị khán giả, theo Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh, thời gian gần đây, lợi dụng thiệt hại do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện fanpage giả mạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh. Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình ảnh, thông tin giống các trang chính thống để kêu gọi những người hảo tâm quyên góp, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt số tiền trên. Với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau chủ đề chế tài xử lý lừa đảo kêu gọi quyên góp người dân vùng bão lũ. Thưa luật sư sẽ có những nhận định như thế nào trong khi nhiều tỉnh thành phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3, các đối tượng này lại có các hành vi lợi dụng bối cảnh này để lừa đảo ạ? Chúng ta thấy rằng đối với các trường hợp kêu gọi quyên góp từ thiện thì rõ ràng cái việc mà đóng góp của người có cái lòng tốt thì điều này chúng ta thấy rằng cần được ghi nhận. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, nhiều cá nhân, nhiều tổ chức lợi dụng cái việc quyên góp này để mà trục lợi, để mà lừa đảo, để mà lạm dụng thì rõ ràng những cá nhân, những hành vi này nó rất là đáng lên án. Và bản thân cơ quan pháp luật thì chúng ta thấy rằng đã xử lý một vài trường hợp rồi. Tuy nhiên á, cái việc xử lý nó sẽ gặp những khó khăn nhất định, bởi vì cái việc này nó xảy ra trên nền tảng là không gian mạng. Những cá nhân, những hội nhóm lập ra những tài khoản ảo, những cái số tài khoản nhận chuyển tiền ảo để chuyển tiền, xong rồi đâu phải là họ nhận chuyển tiền xong rồi họ giữ số tiền ở đó đâu, họ lại chuyển qua rất là nhiều tài khoản khác, hàng chục, hàng trăm tài khoản để mà trục lợi. Thậm chí có nhiều trường hợp là những cái đối tượng mà kêu gọi lừa đảo đó, họ không có ở Việt Nam mà ở một cái nước ngoài lãnh thổ Việt Nam, và những cái máy chủ họ đặt đó, ngoài lãnh thổ Việt Nam. Do vậy khi mà cái việc mà trục lợi hoặc là những người bị lừa đã chuyển tiền xong rồi thì những đối tượng này họ sẽ xóa hết những cái giao dịch, xóa hết những dấu vết để mà cơ quan chức năng rất là khó khăn trong vấn đề là truy tìm, trong vấn đề là xác minh, làm rõ những đối tượng lừa đảo này. Do vậy chúng ta thấy rằng trên thực tế hiện nay thì nó tồn tại những vấn đề như vậy, và cũng kỳ vọng rằng trong thời gian sắp tới thì cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp, những giải pháp tốt hơn để mà xử lý vấn đề hiện nay. Dạ, vậy đối với những hành vi giả mạo thông tin để lừa đảo như thế, pháp luật đã có những chế tài quy định xử phạt như thế nào ạ? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái mục đích để mà giả mạo, để mục đích để chiếm đoạt tài sản thì rõ ràng đây là một cái trường hợp vi phạm pháp luật. Và tùy theo cái tính chất, mức độ hành vi của nó như thế nào. Ví dụ như chúng ta thấy rằng theo quy định của luật thì giả sử như là cái nghị định 144 năm 2021 có quy định rằng trường hợp chúng ta lạm dụng tín nhiệm hoặc chúng ta lừa đảo nhưng cái số tiền ở mức là dưới 2 triệu đồng thì lúc này cái số tiền này nó chưa đủ yếu tố để mà cấu thành hình sự, để mà xử lý hình sự thì nó sẽ bị xử phạt hành chính ở cái số tiền là từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Nhưng mà giả sử trường hợp thứ hai, đó là trường hợp cái số tiền mà cái người đó tham gia trục lợi, tham gia chiếm dụng nó vượt quá 2 triệu đồng, hoặc giả sử dưới 2 triệu đồng nhưng mà trước đó cái người này, cái cá nhân này đã bị xử lý hành chính rồi, đã bị xử phạt một lần rồi, bây giờ họ lại tiếp tục vi phạm thì lúc này câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính nữa mà sẽ bị xử lý hình sự về cái tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng những cái khung hình phạt của những tội danh này nó rất là cao, nhiều khi lên tới 12-20 năm chung thân. Như vậy thì rõ ràng trong trường hợp này bản thân những người lừa đảo họ biết và họ biết được ra cái hậu quả xảy ra là gì và cái khung hình phạt họ đối diện là gì. Tuy nhiên vì cái tính chất trục lợi, thứ hai là vì cái diễn biến trên không gian mạng, cơ quan chức năng gặp phải rất là nhiều khó khăn vướng mắc để mà triệt phá, để mà xác minh. Do vậy bản thân những người tham gia trục lợi họ vẫn tiếp tục thực hiện hành vi của mình, thậm chí là trong những cái thời điểm từ thiện bão lũ như hiện nay.
Dạ, vậy trong trường hợp các đối tượng này hiện không có sinh sống tại Việt Nam mà sinh sống tại nước ngoài, thì các cơ quan chức năng có biện pháp nào hoặc có cách nào để có thể ngăn chặn những trường hợp lừa đảo xảy ra không ạ? Bản thân thì thứ nhất là cái việc ngăn chặn ở đây á, là phải xuất phát đầu tiên từ chính những người dân chúng ta, những người có mục đích mong muốn quyên góp. Thì bản thân chúng ta thấy rằng khi mà họ quyên góp á, là mục đích tốt, nhưng mà chúng ta phải biết cái đích đến của cái việc quyên góp này nó là ở đâu. Ví dụ đích đến của nó là cơ quan quản lý nhà nước hay là những người có uy tín, chứ không phải đích đến của nó là những tài khoản ảo, những người họ giả mạo. Bởi vì khi mà chúng ta biết được cái đích đến của số tiền này là ở đâu thì bản thân chúng ta sẽ yên tâm hơn. Còn giả sử chúng ta không biết hoặc là chúng ta cảm thấy còn ngờ vực thì rõ ràng chúng ta có quyền đi xác minh. Và nếu giả sử chúng ta không xác minh được thì chúng ta có quyền là không quyên góp vào những số tài khoản đó để tránh trường hợp bị lừa đảo. Thì vấn đề đầu tiên theo tôi cho rằng đó là vấn đề về ý thức của những người tham gia đóng góp. Và vấn đề thứ hai chúng tôi cho rằng đó là vấn đề về trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc quản lý những tài khoản ảo, trong việc quản lý những thông tin. Và đồng thời đó là quay trở lại câu chuyện là những cái đối tượng này họ lợi dụng không gian mạng, lợi dụng cái việc khó khăn của cơ quan chức năng trong vấn đề là triệt phá những cái việc của những đối tượng bên nước ngoài. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cơ quan quản lý Việt Nam cũng không thể nào mà có cái thẩm quyền để mà qua bên một nước thứ ba để mà điều tra, để mà xét xử được. Mà mọi thứ chúng ta phải điều tra, phải xét xử tại lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta chỉ có cái quyền là nhờ nước bạn, nước thứ ba hỗ trợ điều tra, hỗ trợ tương trợ tư pháp, để mà từ cái việc đó chúng ta mới có thể xét xử, xử lý được. Tuy nhiên cái việc này theo tôi nói ban đầu nó sẽ gặp phải những khó khăn vướng mắc nhất định. Khó khăn vướng mắc đây là đối tượng đó là thường là những đối tượng ảo. Và thứ hai đó, họ không có một cái nơi cố định để họ sinh sống. Và cái máy chủ của họ, họ đặt ở một cái nước thứ ba rất là xa xôi. Và khi mà phát hiện ra những cái máy chủ đó thì không phải là do con người quản lý điều hành, mà cái người quản lý điều hành đó họ lại ở một cái nơi khác nữa. Do vậy chúng ta thấy rằng cơ quan chức năng thì cũng gặp phải rất là nhiều khó khăn vướng mắc. Đặc biệt là khi chúng ta hỗ trợ tương trợ với một nước thứ ba để nhờ họ giúp chúng ta trong vấn đề điều tra, thì không phải nước nào, không phải quốc gia nào thì họ cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam chúng ta trong vấn đề điều tra để mà xét xử tội phạm. Dạ, vậy nếu mà tội phạm mà ở nước ngoài thực sự rất là khó để có thể xử lý đúng không ạ? Vậy còn trong nước thì sao? Đối với những đối tượng tinh vi như thế, những sự lừa đảo tinh vi như thế thì các cơ quan chức năng đã có những biện pháp nào để ngăn chặn? Rõ ràng thì biện pháp ngăn chặn chúng ta thấy rằng là hiện nay cái việc mà quản lý ban đầu tiên chúng ta thấy rằng quản lý là quản lý những cái SIM điện thoại đã chuyển sang là SIM chính chủ rồi. Tài khoản ngân hàng thì cũng quản lý tài khoản ngân hàng là chính chủ. Và thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng căng năng cường cái việc tuyên truyền, cảnh giác đến người dân, tuyên truyền về chính sách, tuyên truyền về tránh trường hợp để bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi vì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái trường hợp mà những cái tội phạm lừa đảo hiện nay họ phát triển rất là nhanh và nhiều thủ đoạn khác nhau. Chúng ta thấy rằng cơ quan quản lý nhà nước trong một thời gian này thì cảnh báo về hành vi này, thì tiếp tục cái đối tượng lừa đảo này thay mới hành vi, chuyển đổi hành vi sang một hành vi khác, thì rõ ràng cơ quan quản lý nhà nước rất là khó khăn trong vấn đề triệt phá về tội phạm. Do vậy thì cái việc mà tăng cường, nâng cao nhận thức của người dân rất là quan trọng, bằng cái việc là tuyên truyền, bằng cái việc là nâng cao cái việc cảnh báo cho người dân chúng ta biết. Và đồng thời thì đối với những đối tượng trong nước thì bản thân cơ quan quản lý, cơ quan điều tra thì họ có thẩm quyền, có chức năng để mà họ điều tra, họ xem xét, họ khởi tố, thậm chí là họ xét xử tại Việt Nam. Tuy nhiên cái việc mà đến khi giai đoạn điều tra, đến khi xét xử thì chưa chắc cái người bị lừa đảo sẽ lấy lại được tiền. Bởi vì lúc này cái đối tượng mà họ lừa đảo họ đã sử dụng số tiền này, họ đã tiêu xài số tiền này hết rồi, và bản thân họ cũng không có tài sản để mà họ bồi thường cho những người bị lừa đảo. Thậm chí như vậy thì có nhiều trường hợp chúng ta thấy rằng rất là khó khăn để mà xử lý. Dạ vâng ạ. Vậy theo luật sư thì những người hảo tâm muốn đóng góp vào các quỹ hỗ trợ thì cần thực hiện việc này như thế nào để tránh trường hợp bị lừa đảo ạ? Đối với việc đóng góp thì tôi nghĩ rằng hiện nay thì ngoài cái việc cơ quan chính thống, đó là những cơ quan của nhà nước, ví dụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, thì nó còn có những cái cơ quan báo đài có uy tín, họ có số tài khoản, hoặc là có những cái chương trình kêu gọi vận động của chính quyền ở địa phương, hoặc là những cơ quan tổ chức. Thì bản thân chúng ta thấy rằng thứ nhất đó là chúng ta phải biết được cái nguồn, cái tiền chúng ta đi đến đâu, cái đích nó như thế nào, thì chúng ta mới an tâm để đóng góp số tiền này. Và thứ hai, giả sử như chúng ta không có điều kiện
chúng ta chỉ chuyển khoản hoặc là chúng ta chỉ nộp vào cái số tài khoản thôi, thì đó cũng là một cái sự đóng góp. Còn trường hợp thứ hai nữa, nếu như chúng ta có điều kiện hơn, chúng ta có cái nguồn lực thì chúng ta có thể là đứng ra huy động xong rồi chúng ta sẽ là người trực tiếp đi trao gửi những số tiền đó, trực tiếp đi gửi những phần quà, gửi những tiền tài, gửi những cái nhu yếu phẩm cho những người có nhu cầu. Thì bản thân cái cách nào cũng là, theo tôi cũng là tốt đẹp, cũng là đều được xã hội ghi nhận hết. Tuy nhiên thì chúng ta phải biết được là cái việc từ thiện này nó xuất phát từ cái tâm mong muốn chúng ta. Do vậy chúng ta cần sử dụng cái số tiền từ thiện này nó đúng mục đích. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích đến từ phía luật sư. Và thưa quý vị, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ luật sư Nguyễn Trung Tín thì tất cả quý vị chúng ta sẽ có những nhận định rõ hơn về luật, cũng như sẽ có những cách hành xử đúng hơn và văn minh hơn dù là bất kỳ trường hợp nào xảy ra quý vị nhé. Và chương trình Thấu Lý Thông Tình đến đây xin được phép khép lại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.